Thưa quý vị, tối hôm nay quý vị đến đây, tôi rất cảm ơn quý vị. Và quý vị đến đây thì cần phải gặp ông chủ nhà của cái thành phố này. Trước tiên tôi muốn giới thiệu trong thị trưởng của thành phố Silva này, Mayor của Silva này. The next one I would like to introduce to you is the former Congressman Calvin Delaffi. Khi ông thêm biểu đi mạng và tôi đã có những cảm giác và đặc biệt trong số của bạn. Please. I want to introduce John, the Executive Director of Brazil Brain Library. Tức là cái người mà nhân tập của cái chương trình của ông Brazil. Lee John. For the people in Orange County, I want to introduce to you first, Bùi Phát. Please, stand up. Phát Bùi, tất nhiên là cái người mà đã giúp, bởi vì dưới Hoàng Kiều là không có người nào bà con thân nhân đồ gì dưới ở tại cái Orange County có, thì có Táo Quỳnh Nha, nhưng mà cái khả năng để lo cái này, lo cái kia không có. Là quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho Bùi Phát, là bởi vì Bùi Phát là cái người mà giúp tôi trong cái việc đám tang của ông Lý Tống. Rồi. Và đồng thời tôi cũng xin giới thiệu cho ông Tài Đỗ. Cái ông Tài Đỗ này là của nghị viên của Washington. Thế ông cũng giúp tôi trong cái vấn đề đó. Here the guy from Democrat Party. Sergio, come on, stand up. So they can applaud you. Cái ông Sergio này là ông ở dưới Westminster. Là ông là cái người đã giúp tôi cũng như Tài Đỗ với Phát Bùi lo cái vụ đám tang của Lý Tống. Xin quý vị cho ông một tràng pháo tay nữa. Và tôi nói cho ông biết là ông là Democrat. Thành thử tôi nói quý vị, regardless Democrat, Republican, we are all American. Agreed? We have to work for America. America first. Okay. Now, thank you. Oh, rồi, ok, anh biết rồi. Nhưng mà... Tôi thích ta. Ok, please. Bây giờ tôi xin giới thiệu quý vị một người nữa là ông Tài Đỗ. Đã quý vị thấy biết cái ông này không? Biết chưa? Chắc biết. Cứ coi trên mạng đi. Để coi ông này cũng bị biệt miệng. Ông này bị biệt miệng. Và ông này là ông dám nói là mỉa mai một cách là thành phố Westminster là thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà cũng tin, vậy mà cũng họp báo, vậy mà cũng la làng. Có được không? Không, tao lâu lên. Rồi. Rồi, tôi giới thiệu một ông nữa là cái ông Tài Đỗ đây. Tôi giới thiệu cho quý bạn và trong đó không biết anh mới gặp người đẹp ngồi sau đó, còn Cụ Thế Hòa ngồi sau đó rồi không dám ngồi trước mặt này. Sợ biểu tình. Sợ chống đối. Because he says scared. Quý vị hiểu đó chứ? Rồi, bây giờ tôi nói cho nghe. Rồi cái người kế là tôi nói là Bùi Phát Bùi.
Tôi giới thiệu lại một lần nữa cho Pháp Bùi. Trước khi tôi bắt đầu thì quý vị giới thiệu, và tôi nói cho quý vị ở đây, quý vị ngon lành, quý vị có xe hơi, quý vị tự lái xe đi, lấy vé rồi lái xe đi. Dưới Orange County, các ông Tài Đỗ, các ông Phát Bùi, các ông bác sĩ Mai Cô Đào, cái ông mà coi như Bùi Đẹp, cái ông Cụ Thái Hòa, là sẽ những người đứng trong cái ban tổ chức để đưa 3.000 người từ dưới Orange County đi lên Los Angeles tại rạp Microsoft để chống biểu tình. Được không? Cười thì cười to lên, vỗ tay lên để chống biểu tình. Quý vị nghe chưa? Rồi, rồi, tôi bây giờ để tôi giới thiệu tiếp là about 50 bucks, ok? Yeah, you can stand like for that. Dưới khí, good, bigger, đồng ý quý vị. Đồng ý chưa? Tôi nói nè, bây giờ tôi nói tiếng Việt nè. Những candidate nào mà tôi yểm trợ, candidate đó phải là thứ nhất, dẫn thần. Thứ hai là thay đổi. Thứ ba là đoàn kết. Và thứ tư là phải có trách nhiệm. Có đúng quý vị? Ok, that's very good. Ok, I'm so glad to hear that. Now. Ok, thì quý vị nghe cái tên này nghe. You can read the English there, please. Read it, tin lắm á. Tôi không tin bác sĩ một chỗ. Tôi nói thẳng không? À, rồi. Tôi không tin một chỗ. Rồi. Tôi phải đi bệnh viện riêng. Tôi nói bây giờ tôi ông thắm ở bệnh viện đi cho một tháng thái cho tôi còn không có gì đánh đánh đủ rồi để chạy lo rồi. Thì bệnh viện đi cái bác tôi nằm có hai đêm rồi thử hết tất cả mọi thứ rồi họ đến họ không nói là không có gì hết. Nếu mà máu ông á mà thiếu thì tôi chích máu cho ông, mà không có không phải. rồi nếu mà tim ông bị cái gì là tôi lại làm tim ông nhé, bệnh viện mà. Chứ đâu phải là cái chỗ ông đang lợi. Thế thì thầy không. Thế thầy cũng nói là tôi bị thứ nhất. Chứ nói nó kiểu hồi xưa là có hồi xưa đâu. Rồi. Có hồi xưa nghe, có hồi xưa đường luôn. Thì nó họ cũng thử rồi mà. Nhưng mà tôi cũng, ví dụ tôi nhịn ăn. Tôi nhịn ăn thì đường nó có 100-101 thôi. Tôi nhịn ăn buổi sáng thì rồi cái lại ăn lên thì cái lên thì đương nhiên rồi. Thì đương nhiên rồi. Nhưng mà bác sĩ ông Mai Cơ Đạo nói thì tại sao thầy xuống cân? Tôi nói ông mất tôi nhịn thì tôi phải xuống cân luôn. Vâng. And you can see why that monk died. Did you realize why? Because he wanted to get the chemotherapy. When I came to him, I gave him the tunamine. Dr. Michael Dow is here. We have spent $100,000, $200,000 on him to buy the HCV drugs. And then finally he got the liver cancer. And so you see, in the liver, as you can see here, I think probably because this thing will not work here, let me stand up here and let me show you. You see, the toxicity is the problem in the herbal product as well as Western medicine. Look at my cousin from Vietnam. She took our ACV from 7.5 million down to about 2 million. And then she met with a witch doctor. And then in the Vietnamese community,